Trời ơi chị gái ơi, chị gái. Trời ơi, tức ghê á. Ngang ngược thì nhất, cận cảnh màn combat rap giữa Ninja Leap và anh tài xế khiến khán giả tức ngang hồng. Lại là nhân vật huyền thoại xuất hiện trên đường phố mỗi độ hè về mang tên Ninja Leap. Mới đây đoạn video trích xuất từ camera hành trình của một chiếc xe ô tô khi đang đi thì bắt gặp cảnh chị gái đứng giữa đường nghe điện thoại. Anh tài xế xuống nhắc nhở và diễn biến tiếp theo khiến ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Trời ơi, chị gái. Ghê á. Chị ơi. Ủa? Chị sao mà chị đứng giữa đường chị nghe điện thoại vậy chị? Chị nghĩ sao mà cái đường người ta đang đi mà chị nghe đi xe vậy hả? Không làm gì hết. Chị ơi, chị bỏ điện thoại xuống, chị dắt cái xe vô lề coi. Ghê á. Vô đây. Xe vậy mà bà nghĩ sao mà đậu giữa đường vậy? Tôi nói bà nghe nè. Không làm gì xe tôi không làm gì vậy? Bỏ điện thoại xuống chị ơi, chị có biết luật giao thông không? Đi xe là không có được nghe điện thoại mà nghĩ sao chị nghe điện thoại chị đứng giữa đường vậy? Đường rộng lên hai sóng chạy mà tự nhiên chạy ra chi vậy? Chị có biết cái đường bên đó là đường đi chiều ngược lại không? Tại tôi đậu xe vậy. Trời ơi trời. Nghĩ sao vậy chị? Tôi đậu gì đó, tôi nghe điện thoại đó. Trời sao chị ngang ngược vậy? Tôi nói chị nghe nè, bây giờ á cái xe của tôi đang sau lưng xe người ta quá trời vậy kìa. Ủa đường rộng thêm hai sớm đi, tự nhiên chở xe tôi đậu rồi kêu vậy hả? Bây giờ tôi hỏi chị nè. Chị đó đúng rồi, nghĩ sao mà hả xe đậu đi như vậy đó. Mà vừa lại mà tôi không thắng gấp một cái là chúng ba rồi. Sao bao nhiêu xe người ta đều chạy được, sao xe của ông chạy được? Trời xe. Giờ tôi hỏi bà này, cái xe của tôi bà nhìn nó to đùng như vậy mà bà nghĩ sao bà đứng đây? Tôi đang nghe điện thoại của khách hàng không? Trời ơi. Khách hàng của bà to bằng tính mạng của bà không? Mà nghĩ sao bà đứng giữa đường sao mà cái bà hả bà nó thẳng đi thì ông phải biết tránh xe nhỏ ông biết không? Rồi tôi hỏi bà cái lúc vừa lại bà thắng gấp như vậy rồi thì tôi tránh kiểu gì, lỡ mà tôi không đạp thắng kịp thì sao? Mà bà nghĩ sao vậy, cái đường cái hành lang nó rộng như sao leo lên? Chị trách nhiệm của ông chứ không phải của tôi. Bà chị ăn nói người kia, tôi gọi công an. Gọi gọi gì? Tôi gọi công an. Tôi gọi công an. Gọi đi. Trời chị đưa điện thoại cho tôi. Trời tôi đang nói chuyện với khách hàng mà ông làm vậy là mất khách hàng của tôi, phải bồi thường hợp đồng cho tôi. Cái gì hợp đồng vậy? Chị nghĩ sao vậy? Chị biết có cái luật giao thông không? Chị biết cái luật giao thông không? Thậm chí khi có nhiều người dân khác cùng nhắc nhở và đồng tình với anh tài xế, chị này còn cho rằng mình bị giàn cảnh. Mà tự nhiên bây giờ bắt bẻ xe tôi. Đó thấy không? Thấy bạn ngang ngược không? Đó ngang ngược vậy đó. Ê quay cái gì vậy? Trời ơi. Đúng rồi. Chị là gì cái gì? Ông là ai vậy? Ủa mấy người giàn cảnh đi quay tôi hả? Trời giàn cảnh gì bà nghĩ sao bà đi xe vậy mà bà giàn cảnh? Ủa mấy người có thấy không? Mấy người có thấy là nguyên cái đường rộng này nè. Tại sao mà không ấy đi? Bây giờ bà dắt xe vô đi, bà nói nhiều quá. Bây giờ tôi đẩy xe cho bà không cho nữa, bà kích chuyện này. Đó, thấy không? Trời ơi, nghĩ sao? Bao nhiêu thứ trên đời chi giới giấc vậy mà bà vậy đó. Cư dân mạng thì cũng cạn lời với tình huống trớ trêu mà anh tài xế gặp phải. Hy vọng rằng mỗi người khi tham gia giao thông hãy có ý thức tuân thủ luật lệ để tránh ảnh hưởng tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi trong vòng 24 giờ.